Baby bus. Phố ẩm thực đang mở cửa. Bà muốn mở cửa hàng gì? Cửa hàng kẹo. Cửa hàng kẹo. Cửa hàng kẹo đang mở cửa. Khách hàng muốn loại kẹo này. Nối 3 hoặc nhiều viên kẹo cùng loại để loại bỏ chúng. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Tốt lắm, đã được tặng 15 giây. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Chúng ta đã hết nguyên liệu rồi. Hãy đi siêu thị để mua nguyên liệu nhé. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy quay lại và mở một cửa hàng.
cửa hàng kẹo. Cửa hàng kẹo đang mở cửa. Khách hàng muốn loại kẹo này. Nối 3 hoặc nhiều viên kẹo cùng loại để loại bỏ chúng. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Tốt lắm, đã được tặng 15 giây. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Hộp kẹo của bạn đã sẵn sàng. Đây là hộp kẹo mà bạn muốn. Mức độ khó tăng lên. Hết giờ, bạn thật tuyệt vời, bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Siêu thị. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy quay lại và mở một cửa hàng.